Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, năm tháng Giêng, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, tiếp nối với nhận định về hệ quả tích cực lẫn tiêu cực của báo chí truyền thông của cộng đồng người Việt trong môi trường tự do ngôn luận, thông tin tại hải ngoại. Nhà báo Phạm Trần trong chương trình này sẽ đưa ra nhận định về tương quan ý thức và trách nhiệm của người làm truyền thông lẫn người đọc trong môi trường đa dạng, thực giả khó lường. Cả hoa lẫn rác từ nguồn thông tin phức tạp trong thời đại tinh học để có được tiếng nói vị trí quan trọng của các tổ chức cộng đồng trong vai trò hướng dẫn dư luận và hệ quả xa xúc của báo giấy bên cạnh sự bành trướng của báo điện tử. Mời quý vị theo dõi phần 19 tài liệu báo chí việt nam cộng hòa qua lịch sử báo chí truyền thông việt nam cộng hòa và cộng đồng người việt tị nạn với nhà báo phạm trần do nguyễn thành công võ thành nhân và minh thúy thực hiện